Xin mời quý vị và ban giám khảo cùng theo dõi tiết mục tiếp theo của các em gái rất là dễ thương trong nhóm ca Tuổi Ngọc, một bài múa xem hội trăng rằm. Xin mời các em bắt đầu phần thi của mình. Kính thưa quý vị, Hưng Yên đứng bên trong coi mà cứ tưởng chúng ta đang đứng ở miền Bắc Việt Nam. Có lẽ là quý vị sẽ nhớ đến những làn điệu dân ca miền Bắc. Kính thưa quý vị, chúng ta đang thực sự đang xem một cái hình ảnh thật sự sắc màu trong ngày Tết Trung Thu hôm nay. Chúng ta nhớ tới những làn điệu dân ca miền Bắc và làn điệu quan họ Bắc Ninh cũng là một trong những cái giá trị văn hóa mà được tôn vinh trong UNESCO, giá trị văn hóa phi vật chất mà chúng ta, người Việt chúng ta rất tự hào.
chúng tôi một lần nữa, một tiết mục thật là sắc màu. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Và bây giờ thì chúng tôi mời một người nhận xét và chúng tôi mời ca nhạc sĩ Nhật Hạnh. Xin cảm ơn các cháu. Cô nhận thấy các cháu rất là tự tin, ăn mặc đồ rất là đẹp, đúng với phong cách của người Việt Nam. Thứ hai, các cháu múa rất là dịu dàng và rất là nhịp nhàng, không có quên. Cũng như là các cháu đã thay đổi nhiều cái động tác nhưng mà cháu không có quên như vậy, rất là đáng khen các cháu. Dạ vâng, cảm ơn ca nhạc sĩ Nhật Hạnh. Và chúng tôi cũng phải cảm ơn một người đứng đằng sau sân khấu, cô Trang, là cái người mà hướng dẫn các em tập luyện và cũng như là quan tâm từ đầu tới cuối, đứng trong sân khấu để mà lo lắng và coi như là nhìn theo dõi các em từng bước một. Cảm ơn tất cả các em. Chúng con xin cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả và chúc mọi người một buổi chiều an lành. Kính chào quý khán giả, con tên là Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên, năm nay con 9 tuổi, con xin thi bài đàn tranh tên Trống Cơm. Dạ vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và cô chúc con may mắn nhé. Và bây giờ chúng tôi mời một vị giám khảo mà có lẽ rằng là chúng tôi phải mời nghệ sĩ Phương Nga, là bởi vì cô là thường hay chơi đàn nhạc Huế, nhạc dân tộc, thì nhạc xét có lẽ rằng là rất là phù hợp. Mời cô. Chào cháu. Bây giờ cháu lấy lại bình tĩnh rồi. Thứ nhất, trước hết là cô hoan hô tinh thần của cháu rất là yêu nhạc dân tộc, những nhạc cụ dân tộc mà hiếm có các em bé thiếu nhi mà đi theo cái bộ môn này. Đó là cái tinh thần của em rất là đáng quý, đáng mến. Bây giờ em đàn thì cũng được, cái dây vẫn còn hơi lạc một tí, nhưng mà ngón đàn của em, cái á của em rất là hay, nhẹ. Thì em có triển vọng lắm, thì chịu khó tập thêm. Cô hy vọng là trong một thời gian rất là ngắn rồi, em rất là giỏi. Con kính chào quý khán giả đại biểu anh năm 703. Con tên Nhấn, tên con 7 tuổi. Con tên Tần, con 6 tuổi. Con biết em của con tên hát bài mời bạn cùng vui múa ca. La 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 la